Xin chào thầy và các bạn, em tên là Lê Ngọc Diễm, lớp IF44. Hôm nay em xin trình bày về phân biệt giữa chimera và fictitious virtual. Chimera hay là hợp thể khảm là một cơ thể mang nhiều bộ ADN khác nhau. Còn fictitious virtual là thai trong thai, thực chất là một bào thai trong một bào thai khác, được coi như một u quái tồn tại trong một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ mang một bộ ADN. Chimera không ảnh hưởng tới sức khỏe của người bị. Fictitious virtual là biến chứng của song thai một bánh nhau trong sản khoa, ảnh hưởng đến sức khỏe của người bị. Hiện tượng chimera ở người rất phổ biến nhưng cực kỳ khó xác định và chỉ lộ ra ánh sáng trong những tình huống rất ngẫu nhiên. Trong khi đó, fictitious virtual thì có dưới 190 ca được báo cáo trong y văn và phần lớn được chẩn đoán sau sinh, với tần suất khoảng 1 trên 500.000 ca sinh sống. Em xin hết ạ.